Xin chào các anh, hôm nay em mới về được một ít dầu để tra cho đồng hồ. Thời gian vừa rồi em cũng nhận được khá là nhiều cái sự quan tâm của các anh về cái dầu tra cho đồng hồ này. Do đó là đợt này em lấy cái số lượng nó cũng tương đối là nhiều để về phục vụ cho những anh nào có nhu cầu đây. Và các anh có nhu cầu có thể liên hệ đến cái số điện thoại 0963 24 50 50 ha các anh ha. Đó, mỗi một chai dầu như thế này nó sẽ có cái thể tích là gần 100 ml, đi kèm nó là một cái đầu cái nắp màu xanh như thế này và một cái kim. Đó, thì sau khi chúng ta vặn cái kim vào đây, nó có bước gen để cho chúng ta vặn vào trong cái nắp màu xanh này. Chúng ta sẽ thay thế cái nắp đen này bằng cái nắp xanh này là các anh có thể tra dầu vào cho đồng hồ rồi. Đi cùng với cái đầu kim là một cái nắp đậy màu đỏ nữa. Trước khi tra dầu chúng ta cũng phải tháo cả cái nắp này ra. Đó. Cái cách để chúng ta có thể vặn cái kim này vào là đơn giản như thế này các anh ha. Chúng ta xoáy theo chiều kim đồng hồ. Đó. Nó có bước ren mà. Chúng ta chỉ cần vặn vừa tay vào đây là được rồi. Sau đó là chúng ta sẽ thay thế cho cái nắp màu đen này. Đây là dầu nhập khẩu các anh ha. Vì vậy cái giá thành của nó cũng tương đối là cao, nên là các anh cũng nên cân nhắc trước khi chúng ta mua. Và cái cách tra dầu thì nó sẽ như thế này. Ở đây em có một cái đồng hồ. Trong trường hợp mà các anh lau dầu thì chúng ta sẽ tra dầu trực tiếp vào trên những cái bánh xe khi mà chúng ta lắp ráp. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn và cái dầu chúng ta tra nó sẽ được đều đặn hơn. Nó sẽ được bố trí một cách gọi là đầy đủ trên các cái bánh xe chuyển động này, cũng như là trên ở bên trong chân của những cái bánh xe này. Còn trường hợp như mà chúng ta bảo dưỡng thì các anh không tháo máy, chứ sau khi các anh tháo cái máy ra khỏi thùng rồi thì cố gắng làm sao các anh tháo cái mặt số ra. Bởi vì cái mặt phía trước, cái mặt của cái mặt vách phía trước này nó cũng có một số cái bánh xe chuyển động các anh ạ. Và nó cũng có một số các cái chi tiết cần đến cái sự bôi trơn. Chẳng hạn như ở đây có cái lược bừa này, rồi là các cái sự chuyển động của cái chó hãm này, nó cũng cần có cái sự bôi trơn. Vì vậy các anh nên cố gắng làm sao chúng ta có thể tháo được cái mặt số ra để tra dầu nó sẽ hiệu quả hơn các anh ha. Sau khi mà các anh gắn cái kim này vào trong cái hộp dầu rồi thì chúng ta bắt đầu tra dầu thôi. Các anh chấm trực tiếp cái đây là cái kim nó khá là dài, vì vậy nó cũng khá là thuận tiện trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Các anh làm sao lách cái đầu kim nó vào ngay trực tiếp các cái chân của bánh xe này, đây là bên dưới này. Đó. Thì khi mà các anh tra các cái chân bánh xe bên này á, thì các anh cố gắng làm sao nghiêng cái máy nghiêng như thế này để làm sao cái dầu nó thấm vào bên trong các cái chân bánh xe, nó thấm ngược qua bên này. Và bên này cũng vậy, khi mà các anh châm dầu bên này thì các anh sẽ úp ngược cái máy lại. Đó, để một chút xíu thì các anh cái dầu nó sẽ thấm qua bên cái vách bên này, nó sẽ tốt hơn các anh ha. Còn trường hợp mà các anh để thẳng thì cái dầu nó sẽ khó có thể thấm qua bên này được. Nó sẽ nhiễu, nó sẽ chảy xuống dưới như thế này, nó lem ra cái vách. Thì khi mà dầu nó thấm vào cái vách thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều các anh ha. Nó không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì cái dầu nó lại trở nên lãng phí. Vì vậy chúng ta cố gắng làm sao nghiêng cái máy đi một chút để cho cái dầu nó thấm các anh ha. Thì sau khi các anh đã tra dầu vào những cái chân của bánh xe rồi, các anh bắt đầu tra đến cái phần chuyển động trên những cái bánh xe này. Đó, các anh chấm trực tiếp vào đây. Đối với những cái chân này thì các anh nên cho một giọt nhỏ nhỏ thôi, vừa đủ thôi các anh ha. Đó, còn như những cái bánh xe này thì tùy cái bánh xe nào nó lớn thì chúng ta sẽ cho cái dầu nó nhiều hơn một chút, cái bánh xe nào nó nhỏ thì chúng ta sẽ cho nó ít hơn. Đối với cái nồi cót thì chúng ta sẽ không dùng cái dầu này các anh ha, mà cái dầu này nó khá là lỏng. Còn cái nhớt của cái nồi cót này thì nó là nhớt chứ không phải là dầu các anh ạ. Nó có cái độ đậm đặc khá là lớn. Các anh nên sử dụng cái loại nhớt mà dùng cho máy, dùng để cho cái nhớt xe máy đó các anh, nhớt thay máy, nhớt máy đó của xe, các cái loại xe máy đó. Các anh sẽ tra vào đây, tra vào trong cái nồi cót này. Còn để mà tra dầu trong cái nồi cót này nó hiệu quả hơn thì các anh nên xả cót và tháo cái nồi này ra. Để chúng ta tra trực tiếp vào trên cái sợi dây cót này, nó sẽ bảo quản cái sợi dây cót của mình nó tốt hơn.
không sử dụng cái dầu này cho cái nồi cót các anh ha. Thứ nhất là lãng phí, thứ hai nữa nó quá lỏng đi. Trường hợp mà cái sợi cót nó quay đến cái vị trí này nè thì cái dầu mà các anh tra nhiều quá nó sẽ từ từ nó lòn từ bên trong, nó qua cái lỗ này nó nhiễu xuống cầu. Đó, nó nhiễu xuống cầu thì lâu ngày nó sẽ tạo nên một cái sự ẩm ướt. Đây này, như chẳng hạn như cái máy này các anh ha, đây là cái máy Odo 54 đánh AV. Đó, các anh thấy dầu tra nhiều nó sẽ thấm vào đây, nó thấm vào trên cái cầu này, nhiều quá thì nó sẽ nhiễu xuống cái bên dưới của cái thùng thì cũng không tốt lắm các anh ha. Nên là chúng ta tra làm sao cho nó vừa đủ thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối với cái phần vách này chúng ta cũng không nên phải tra dầu vào trên cái vách này, cố gắng làm sao để cái vách nó khô ráo thì vẫn đẹp hơn. Chẳng hạn như cái quả lô gai này cũng vậy nè các anh nè, chúng ta cũng không phải tra cái gì lên trên cái bề mặt của quả lô này. Đó, thì khi cái quả lô nó khô thì các anh nhìn thấy có một cái lớp lắc kê nhìn nó rất đẹp ha. Đối với cái quả lô này các anh cũng tra dầu làm sao vào trên những cái trục chuyển động của cái quả lô này. Thì ở đây nó có một cái chân này, các anh lách cái kim làm sao để cho cái dầu nó thấm vào trong cái chân này. Đó, trong một cái khe này các anh sẽ hơi khó nhìn. Ở bên đây phía sau này cũng vậy này các anh. Rồi các cái chân vồ, các cái chân vồ này cũng cần đến cái sự bôi trơn thì các anh cũng sẽ phải nghiêng cái máy đi làm sao để cho cái dầu nó thấm vào trong các cái chân vồ này thì cái máy nó sẽ hoạt động nó hiệu quả các anh ha. Hôm nay em chỉ giới thiệu đến các anh cái dầu tra cho đồng hồ thôi. Mọi cái thông tin về cái dầu này thì các anh có thể liên hệ đến em ha. Số lượng rất là nhiều, do đó là nhanh tay thì còn, chậm tay thì vẫn còn luôn, nên là các anh cứ bình tĩnh và cân nhắc trước khi chúng ta quyết định mua ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.